Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Quý vị vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2. Khi mà quý vị đang lái xe ở ba vùng DC, Maryland, Virginia, cũng như quý vị đang theo dõi live trên trang Facebook của đài NV Radio. Ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, ngày 29 tháng 8, 2020, những bản tin quan trọng trong tuần sẽ được tường trình cùng với Lê Ngọc, đó là nhà báo Đinh Quang Anh Thái. Lê Ngọc, xin chào anh Thái. Kính chào quý khán giả và chị Lê Ngọc. Dạ vâng, và trước khi mà bước vào những sự kiện trong ngày hôm nay, Lê Ngọc xin mời quý vị đến với bản tin thời tiết tại hai miền. Tại thủ đô Washington thì hiện nay bầu trời có rất là nhiều mây và đang có mưa. Nhiệt độ hiện tại 73 độ và cái cơn mưa này sẽ kéo dài trong nguyên cả ngày hôm nay vì ảnh hưởng của cơn bão Laura. Vào buổi trưa nhiệt độ lên cao nhất Lê Ngọc đang thấy là 82 độ. Và buổi tối với cái cơn mưa mà nguyên ngày hôm nay, thưa quý vị, nhiệt độ sẽ xuống thấp 64 độ. Ngày mai, ngày Chủ nhật thì cơn mưa sẽ rời khỏi thủ đô Washington để cho chúng ta một ngày nắng trong sáng khô ráo. Nhiệt độ cao nhất cũng 82 độ và buổi tối 64 độ. Và nhìn qua miền Nam California của quý vị khán thính giả cũng như anh Thái ở tại Orange County thì hiện nay bầu trời nhiều mây. 66 độ là nhiệt độ hiện tại, nhưng mà trong ngày hôm nay sẽ là một ngày nắng khô ráo. Nhiệt độ lên cao nhất trong ngày thứ Bảy 82 độ, buổi tối 62 độ. Và tiếp tục ngày Chủ nhật vẫn là một ngày nắng trong sáng với một cái nhiệt độ 80 độ vào buổi tối 62 độ. Thì thưa quý vị, khi mà nói đến cái cơn bão Laura thì Lệ Ngọc cũng xin cập nhật đến cho quý vị cái tình hình của cơn bão này. Thì cái cơn bão Laura đã đổ bộ xuống tiểu bang Louisiana và Texas và đã Lê Ngọc thấy những cái hình ảnh rất là tang thương, thưa quý vị. Và cái số người mà bị thiệt mạng cho tới ngày hôm nay đã lên tới 14 người và đã gây mất điện ở một cái diện rộng. Thống đốc của tiểu bang Louisiana đó là ông John Edwards thì ông đã xác nhận là ở chỉ riêng ở Louisiana không, đã có 10 người đã bị chết ở tiểu bang này sau khi mà cơn bão Laura đã đổ bộ ngày trước đó. Rồi gần 465.000 người đã bị mất điện ở Louisiana trong ngày hôm nay. Rồi bệnh viện mà ở thành phố Lake Charles cũng phải di tản toàn bộ những bệnh nhân của bệnh viện tới những bệnh viện khác trong tiểu bang Louisiana chỉ vì cái vấn đề thiệt hại do cơn bão xảy ra. Và đây là cơn bão mạnh nhất đã từng đổ bộ vào tiểu bang Louisiana. Rồi ở tiểu bang Texas thì Lê Ngọc thấy là cái cơn bão Laura này nó suy yếu đáng kể khi mà nó đi ngang qua tiểu bang Texas. Chỉ có 4 người bị thiệt mạng, trong đó là 3 người vô gia cư đã bị chết vì ngộ độc từ cái khí carbon từ máy phát điện. Và hơn 100.000 người dân ở tiểu bang Texas hiện nay phải sống trong cái cảnh mất điện sau khi mà cơn bão tấn công. Thì ảnh hưởng ở Virginia, quý vị thấy là từ hôm qua tới giờ, Virginia, Maryland, DC đã có những cái cơn mưa. Và những cái cơn mưa này đôi khi thì không biết là anh Thái có nghĩ là ở California nhiều khi nóng nắng rồi cũng có cần những cái cơn mưa cho nó nhẹ nhàng bớt, thưa anh. California thì không phải là miền Nam California đâu, mà toàn tiểu bang lúc nào cũng mong là có mưa đều hơn. Vì nhiều năm lắm rồi, California vẫn được xem là một trong những cái nơi mà chịu sự hạn hán nặng nề. Nước có những giai đoạn thống đốc của tiểu bang phải ra lệnh mọi người nên giới hạn tối đa cái việc tưới cây và rửa xe. Thậm chí có những thành phố, nếu một người nào rửa xe mà hàng xóm báo cho phía bên cảnh sát biết thì họ có thể đến phạt, là bởi vì nước thiếu quá. Bằng chứng là năm nay chẳng hạn, từ đầu năm tới giờ thì cái lượng mưa hầu như là không có, thành thử ra bị khô hạn nóng. Đặc biệt là mấy ngày vừa qua khi mà 580 mấy trận hỏa hoạn xảy ra tại miền Bắc California thì dân chúng California mong là trời mưa lắm, mưa xuống thì giảm nhẹ được sức nóng và đồng thời cũng giúp cho những lực lượng cứu hỏa có thể có khả năng ngăn chặn bớt ngọn lửa. Cho tới hôm nay thì tương đối được là cái số lửa bị ngăn chặn cũng cao rồi, nhưng mà người ta vẫn sợ là nắng nóng quá, khô hạn, đó là chưa kể tất cả những cái khu vực mà có thể gây ra cháy rừng nữa, nó lại bị một cái tình trạng là bị sét nhiều quá, thành thử ra người là lấy trời mưa xuống lấy nước tưới uống, đó là cái niềm mong ước của dân California, thưa chị.
Dạ vâng, và bước qua về tình hình chính trị ở tại nước Mỹ thì trong ngày hôm nay, ngày thứ Bảy, anh có thể tổng kết lại những cái bản tin quan trọng trong tuần để mà gửi đến cho quý vị khán thính giả, thưa anh Thái? Cái quan trọng nhất trong tuần lễ vừa qua về mặt Hoa Kỳ đấy, chúng ta biết là đại hội của Đảng Cộng Hòa đã chấm dứt hôm thứ Năm vừa rồi với tất cả những bài diễn văn đầy lửa từ của Tổng thống Donald Trump, của ông Phó Tổng thống Mike Pence, cho tới đệ nhất phu nhân, cho tới cô con gái Ivanka, con trai là Trump Jr. Đều đầy lửa cả, và đầy lửa lớn nhất là bởi vì chìa vào phía Đảng Dân Chủ và cho rằng phía Dân Chủ là xã hội chủ nghĩa, và thậm chí còn nói rằng Dân Chủ là do Trung Quốc tạo ra nữa. Tức là ông Joe Biden là Made in China, đó là chuyện của trong nước. Chuyện thế giới có lẽ cái đáng chú tâm nhất là ông Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản từ chức. Ông là người có một cái thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc và được xem là người muốn cải tổ lại cái hệ thống phòng ngự của nước Nhật, cũng như là để cho quân đội Nhật có thể tham gia nhiều hơn vào những hoạt động quốc tế. Tình hình ở bên Belarus thì vẫn vậy, người ta nghĩ rằng cái ông mà đang lãnh đạo bây giờ là ông Shevchenko đó có thể phải ra đi, nhưng mà chưa biết được. Nếu cái sự hậu thuẫn của bên Nga không còn thì có thể là ông ta sẽ phải ra đi thật. Còn đại dịch coronavirus thì vẫn khiến nhiều quốc gia bị nặng trở lại. Thí dụ bây giờ đang có những biện pháp mới tại bên Anh, một số những cái địa điểm mà được xem là nóng ở bên Paris, 21 nơi đó, đang bị cô lập. Và thủ đô Paris thì bất kỳ người nào đi ra ngoài đường cũng phải mang khẩu trang cả, thưa chị. Dạ thưa vâng, khi mà nói đến đại dịch COVID-19 thì thưa với anh và quý vị, rất nhiều những cái tiểu bang ở nước Mỹ đã từ chối theo cái lời hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 mới từ cơ quan DC. Và cái số tiểu bang mà Lê Ngọc thấy đó thưa anh là 33 tiểu bang của nước Mỹ vẫn tiếp tục dùng cái chính sách xét nghiệm cũ, bác bỏ những cái thay đổi trong cái hướng dẫn mới do cơ quan CDC từ chính quyền của Tổng thống đưa ra. Thì quý vị cũng nhớ là trong tuần vừa mới qua đây, chúng ta nghe rằng là những người nào mà không có triệu chứng dù rằng có tiếp xúc với những người bị nhiễm COVID-19 thì cũng không có xét nghiệm. Thì cái điều này thưa quý vị, 33 tiểu bang họ từ chối, họ vẫn xét nghiệm. 16 tiểu bang mà còn lại thì không trả lời, không lên tiếng về cái bình luận này. Riêng về phía Bắc của Dakota thì cho biết là họ chưa đưa ra cái quyết định. Do đó chúng ta thấy cái sự chia rẽ hay là ngay cả đại dịch COVID-19 thưa với anh nó cũng bị chính trị hóa. Thì trở lại với lại đại hội đảng. Thì thưa với anh, khi mà có rất nhiều những cái bài diễn văn mà anh nói là nảy lửa như vậy, thì những cái nội dung đó anh có cảm nhận được cái gọi là một cái ảnh hưởng nào cho cái chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump hay không thưa anh? Trước khi trả lời câu hỏi của chị Lê Ngọc liên quan đến Đại hội Đảng Cộng Hòa và Tổng thống Donald Trump, nói một tí xíu thêm về cái chuyện cơ quan CDC và những quy định thử nghiệm. Cái lý do mà các tiểu bang họ chống, họ nhất định họ không nghe theo là bởi vì rất là đơn giản. Khi mà CDC đột nhiên và âm thầm, dùng chữ âm thầm đúng nhất, hôm thứ Hai vừa rồi đưa lên trên cái mạng online của cơ quan phòng ngừa và chống bệnh dịch của nước Mỹ CDC một cái bản thông cáo rằng họ đổi lại cái cách hướng dẫn về thử nghiệm COVID-19. Cái hướng dẫn là gì? Là họ nói rằng bất kỳ người nào mà nếu không có dấu hiệu bị lây nhiễm thì không nhất thiết phải thử nghiệm và không cần là đằng khác, cho dù người đó đã có tiếp xúc với những người bị lây nhiễm COVID. Thì cái chuyện đó ông bác sĩ Anthony Fauci ông cho biết rằng lúc mà họp về chuyện đó thì ông Fauci đang ở trong bệnh viện vì ông phải trải qua một cuộc giải phẫu cái đường dây cũng họng. Cái lý do ông bác sĩ Fauci phải vào bệnh viện là bởi vì ông trả lời phỏng vấn sau này nhiều quá, có những buổi phải đi thuyết trình về tình hình COVID nhiều quá, cho nên chính bác sĩ riêng của ông đã khuyên ông là phải bớt đi vì nó có thể làm chấn thương cái dây ngay chỗ họng của ông đó, có thể mất giọng. Nhưng mà ông đi vào bệnh viện mọi việc xong rồi, nhưng mà khi mà CDC họp về cái chuyện đó, ông Fauci cũng không biết. Cái lúc ông ra khỏi bệnh viện xong ông mới biết cái tin đó, thì ông nói là ông rất là lo ngại, bởi vì ông bảo là nếu mà dân chúng Mỹ gọi là giải thiện
giải thích sai về cái quyết định mới của CDC đó, thì người ta sẽ không đi thử nghiệm nữa. Và như vậy thì cái mầm bệnh nó sẽ nằm ở trong người và nó có thể lây lan nhiều hơn. Và ông cũng nói rằng ông không biết gì cả, không được nghe báo cáo, không được nghe thảo luận dù là bằng điện thoại vân vân. Thì cái câu đó khiến cho ông giám đốc của CDC là bác sĩ Redfield phải lên tiếng đính chính, là bởi vì chính ông Redfield và ông đô đốc Grott nói rằng cái cuộc họp để thảo luận về cái chuyện mà thay đổi hướng dẫn của CDC có chữ ký của tất cả mọi người, trong đó có bác sĩ Fauci nữa, tức là đặt cái vấn đề đó cho Fauci mà ông có dự vào. Thì sau đó đài CNN và tờ báo The New York Times có phỏng vấn một số những viên chức của CDC mà không muốn nêu tên. Thì các viên chức đó nói rằng họ đã chịu một cái áp lực từ một cái cấp cao nhất của Tòa Bạch Ốc để thay đổi hướng dẫn về xét nghiệm này. Thì ngay lập tức những người mà quan sát ông thị trưởng xin lỗi vị ông thống đốc của tiểu bang New York là ông Andrew Cuomo, ông nói rằng đây rõ ràng là một động lực chính trị, bởi vì muốn cho thấy rằng cái số người bị lây nhiễm nó giảm đi, như cái lời tổng thống Trump trước đã từng tuyên bố bảo nước Mỹ bị lây nhiễm nhiều quá là bởi vì chúng ta thử nhiều quá, slow down please, mọi người hãy giảm bớt cái sự thử nghiệm nó đi thì con số lây nhiễm nó bớt đi thôi. Bây giờ CDC làm chuyện đó làm dư luận rất là khó chịu. Thì lập tức 2 ngày sau thôi, giám đốc trung tâm CDC là bác sĩ Redfield phải nói lại không không, bây giờ thì bất kỳ người nào muốn xét nghiệm cứ xét nghiệm, không đặt thành vấn đề, tức là hoàn toàn lờ đi cái thông cáo cũ. Đó là một cái vấn đề trong cái tình hình chính trị ngày hôm nay, là bởi vì sao, ngay cả COVID và những người bị bệnh COVID cũng bị xem như là một cái phương tiện để mà đưa ra những cái thủ thuật như vậy thì nó hơi thứ bất quá đáng. Chúng ta không có một bằng chứng văn bản nào rằng cái này là từ phía tổng thống Trump ký hoặc là ông nói miệng cho nhân viên là phải làm như thế. Nhưng mà ở một cái cấp cao nhất của Tòa Bạch Ốc thì không biết là ai, nhưng mà thực sự là chỉ cần nhìn cái sự thay đổi của CDC và họ âm thầm loan báo cái tin đó, rồi sau đó sau khi gặp phản ứng của bác sĩ Anthony Fauci, gặp phản ứng của phía dân chủ thì họ phải rút lại, họ bảo thôi bây giờ coi như là ai muốn thử nghiệm thì thử nghiệm. Đó là cái tình hình của coronavirus. Để trở lại câu hỏi của chị Lê Ngọc về cái đại hội của Đảng Cộng Hòa sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc tranh cử của Tổng thống Trump đó. Cái đó cũng trở lại vấn đề là tùy tùy cái người nhìn vấn đề như thế nào. Như có hình như là tôi có nói là hôm thứ ba vừa rồi thì phải, cái lúc của chị Lệ Ngọc vắng mặt ạ, thì tôi nói rằng cuộc bầu cử sắp tới đây nó có một yếu tố rất là đặc biệt so với những cuộc bầu cử nhiều năm trước kia, và yếu tố này nó chiếm nhiều phần trăm, cái tỷ lệ cao lắm. Tôi ngờ rằng mọi người sẽ đi bầu cử bằng cảm xúc của mình nhiều hơn là bằng dựa theo chính sách và đường lối. Bởi vì cho tới phút này cả phía bên Dân Chủ Cộng Hòa những cái lần mình ra nói chuyện cũng chưa có đưa ra được một cái nét cụ thể nào, kinh tế sẽ phải phục hồi ra sao, ngoại giao phải như thế nào, đối nội về mặt an ninh thì ra sao, nhưng mà dành rất nhiều thì giờ để mà chửi lẫn nhau và chụp mũ lẫn nhau. Tôi dùng chữ chụp mũ bởi vì hôm rồi Tổng thống Donald Trump nói rõ ràng là ông Joe Biden là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ là Made in China, còn một cái anh chàng sinh viên 26 tuổi gì đó của cái hiệp hội mà ủng hộ Tổng thống Trump trong cái đêm thứ hai mà đọc ngay tại Đại hội Đảng Cộng Hòa, thì anh ta nói rằng ông Joe Biden là bị Trung Quốc mua rồi, còn bà Nikki Haley là cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc và cũng là cựu thống đốc của tiểu bang South Carolina, thì bà nói rằng ok, ông Joe Biden thì được thiện cảm cái đám mà khủng bố IS, nó thiện cảm, được Iran thiện cảm và được Trung Quốc thiện cảm. Những cái chuyện đó thì nói để trong cái giai đoạn tranh cử thôi, chứ tôi không thấy nó đi tới một cái kết luận là có tính cách cụ thể và khoa học cả. Tí nữa mình sẽ phân tích cái chuyện đó sau. Nhưng mà trở lại cái câu hỏi rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Tổng thống Donald Trump có được dân chúng thích nữa hay không đó, thì nói chuyện với từng người một, rồi trong đó bạn bè vùng này, thì mình sẽ thấy có 2 hướng rõ rệt. Những người mà họ không thích chính sách của Tổng thống Trump thì họ nói rằng
như trông như một cái đại hội của đại gia đình tổng thống Trump vậy, gồm có con trai, bạn gái con trai, rồi con rể, rồi vợ con rể ra con tổng thống Trump, rồi bạn đệ nhất phu nhân. Từ xưa tới giờ thì trong các cuộc tranh cử thường thường cái vị đệ nhất phu nhân ít nói như vậy, trong cái ngày mà ông chồng mình được đảng đề cử lắm, mà đây là một cái tiền lệ không sao cả, cái gì cũng có thể bỏ được. Cái bài diễn văn của bà đệ nhất phu nhân thì hay, cảm động, nhưng mà rốt cuộc thì bà cũng có nói một số điều mà thấy cái phản ứng ở trên báo chí mình biết ngay. Bà nói ông chồng tôi là cái người mà trung thực nhất, phải không? Lúc nào cũng quan tâm nhất, và cảm xúc của ông lúc nào cũng thật, thì cũng có nhiều lời chỉ trích. Còn ngoài ra thì những người chống tổng thống Trump thì thấy rằng đây là một cái đại hội của gia đình và là một cái màn biểu diễn sử dụng tòa Bạch Ốc và những phương tiện của chính phủ liên bang để mà tạo ảnh hưởng cho mình. Và đối với cái luật mà hát trợ ác thì nó cũng có một khe hở là tổng thống và phó tổng thống đôi khi có được quyền sử dụng tòa Bạch Ốc để làm những chuyện đó thật, chứ còn nếu không nhân viên thường thì chết đấy, có đó không được. Có một yếu tố nữa là như là ông ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo chẳng hạn, ông nói chuyện là từ bên Do Thái Jerusalem, ông nói về ông ủng hộ chính sách của tổng thống Trump vân vân, thì đó là cái gì? Chuyện chưa xảy ra bao giờ hết, bởi vì theo truyền thống chính trị của nước Mỹ, tất cả những người cấp bộ trưởng vân vân không có được dính vào chính trị kiểu đảng phái như vậy, nhất là ông Michael Pompeo. Trước cái đây vào khoảng vài tháng, ông đã gửi ra một cái văn thư nội bộ, ông nói rằng nhân viên của Bộ Ngoại giao tránh tuyệt đối, tránh xa tất cả những cái hoạt động chính trị mà có thể bị nghĩ rằng mình thiên về phía bên này, thiên phía bên kia. Thì việc chính ông phạm cái lỗi đó thì nhân viên Bộ Ngoại giao họ phải lên tiếng báo chí, họ bảo không, cái chuyến này đó là cái phát biểu cá nhân của Michael Pompeo và không có một cái sự hỗ trợ nào về phương diện logistics, tức là phải chuẩn bị sân khấu cho ông đứng hoặc là mọi cái phương tiện để cho ông Michael Pompeo đọc cả, mà đó là vấn đề cá nhân thôi. Thì cho thấy rằng nó có vấn đề lộn xộn lắm, đảo ngược tất cả những protocol truyền thống của nước Mỹ. Còn về phía những người bênh Tổng thống Trump thì nhìn cái đại hội Đảng Cộng Hòa vừa là một sự thành công rực rỡ, không có gì thành công hơn được, với một cái background, tức là một cái hậu trường tòa Bạch Ốc đèn sáng trưng phía sau, cờ là trưng hàng dọc ở phía sau lưng Tổng thống Trump khi Tổng thống nói chuyện, số người tham dự là từ 1.500 cho tới 1.800 tùy theo báo chí họ ghi nhận. ABC thì nó khoảng 1.500, đài National Public Radio nó vào khoảng 1.800. Người ta ghi nhận là số người mà mang khẩu trang và giữ giãn cách, giữ giãn cách xã hội là không không được rồi, bởi vì ngồi sát nhau rồi mang khẩu trang thì không, không? Thì những người ủng hộ bảo rằng không, là một cái sự thành công là vượt mực, không còn có thể nào thành công hơn được nữa, và ghi điểm thêm cho Tổng thống Trump. Chúng ta chưa biết, chưa có một cái thống kê nào cho thấy một cách rõ ràng tâm lý của chúng như thế nào, ngoại trừ một cái thống kê nói rằng cái số người Mỹ mà gốc Phi Châu có vẻ ủng hộ Tổng thống Donald Trump cao hơn so với cái đây một thời gian. Thì mình thấy rằng đó cũng là cái tác động cho Tổng thống Trump. Nhưng mà nói tóm lại thì trong một tuần lễ vừa qua, Đại hội Đảng Cộng Hòa đã xong rồi, với những bài diễn văn mà tập trung đa số thì giờ là mạt sát phía bên Dân Chủ cũng xong rồi. Và cái mạt sát mà nó cũng không có lý luận nhất là cho rằng phía bên Dân Chủ theo chủ trương xã hội chủ nghĩa gọi là quá tả, và được người Việt Nam mình giải thích rằng ôi như thế là dân chủ, là cộng sản đấy, phải không? Và cái điều đó không cần không đại hội Đảng Cộng Hòa. Và từ nhiều năm vừa rồi một số đông đồng bào chúng ta cũng nói rằng Đảng Dân Chủ là cái đảng đi theo cộng sản, thì lần này đại hội của Tổng thống Donald Trump xoáy vào cái chuyện đó. Từ Tổng thống Trump cũng nói là socialist của phía Dân Chủ, những người khác bà Nikki Haley cũng nói là đây là socialist, còn những người mà ủng hộ cho Tổng thống Trump mà trẻ hơn như các anh chàng sinh viên hoặc cái ông dân biểu gì tôi cũng quên tên, 37 tuổi lên nói cái như là thánh phán mọi phía bên Dân Chủ là đi theo con đường cực tả, và cái chữ socialist sử dụng nó không có đúng nguyên nghĩa của nó. Thưa chị Lệ Ngọc.
Vâng, thưa quý vị, trước khi mà Lệ Ngọc ghi nhận cái từ mà socialist mà anh vừa mới nói đến đã không được ghi nhận một cách nó đúng, thì rất nhiều những người Việt tại hải ngoại của chúng ta đã thưa với anh cũng có cái nhìn nó có vẻ như là hãy nói đến xã hội chủ nghĩa là nghĩ là xã hội chủ nghĩa của Cộng sản. Thì có lẽ là sau cái phần mà Lê Ngọc nói gửi đến cho quý vị chia sẻ những gì mà Lê Ngọc thấy được ở tờ Washington Post, bình luận viên David Wigo đã nói rằng là bất chấp cái cuộc thăm dò trước Đại hội Đảng Cộng hòa, trước ONC, cho thấy là đa số người dân Mỹ đó đã nhìn hiện nay đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump đang đi sai hướng. Thì những cái bài phát biểu của những đại biểu đảng Cộng hòa ở tại sự kiện này, quý vị nghe anh Thái gửi đến cho quý vị cái sự ghi nhận của anh ở cả hai bên, bên chống và bên ủng hộ ở Đại hội Đảng Cộng hòa, cái nhìn như thế nào? Thì những cái bài diễn văn này, Lệ Ngọc cảm thấy cái nội dung chính đó, thưa với anh, họ muốn thuyết phục người dân rằng những cái vấn đề lớn đã được giải quyết ổn thỏa, đại dịch COVID-19, rồi cái vấn đề kỳ thị chủng tộc ở tại nước Mỹ, và đồng thời công kích bên phía đối thủ, đó là ứng cử viên Joe Biden và bà Kamala Harris. Cái điều này thì chúng ta biết rằng ở bất kỳ một cái cuộc tranh cử nào thì cũng đều có những cái sự chỉ trích ở cả hai bên. Thì thưa với anh, hiện nay đó, trở lại về cái đại dịch COVID-19, thì Lê Ngọc thấy là sau khi cái hình ảnh mà chúng ta thấy ở đại hội Đại hội Cộng hòa, thì cái số người tham dự họ không có giữ cái khoảng cách xã hội, không có đeo mask, và do đó cái tin tức cho tới ngày hôm nay là đã có 4 người ở Charlotte họ đã bị nhiễm COVID-19. Thì anh thấy đi, tất cả những cái gì mà người ta nói, tại sao đại dịch COVID-19 mà lại chính trị hóa, mà lại không nghe theo những lời chuyên gia, những bác sĩ, những y tế. Cái điểm này hình như Lệ Ngọc thấy là những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, họ bất cần anh, mỗi lần mà nếu mà nói những người mà ủng hộ một cách cuồng điên đó, lúc nào họ cũng nghĩ là không cần phải đeo mask, không cần đeo khẩu trang, và cũng không cần phải giữ gìn cái khoảng cách, thưa anh Thái. Chính trị dính tới virus, nhưng mà khi virus mà nó đã tấn công một người thì lúc đó không phải chính trị nữa, chỉ còn mạng sống thôi. Như có vài lần chúng tôi cũng đã thưa với cái thính giả, tin tức của nhiều nơi thì cho thấy rằng đã có 5-3 người vì đùa dai với coronavirus cho nên thiệt mạng đó. Mới tuần trước thôi, không biết tôi đã nói cái tin này vào hôm thứ ba chưa, là có một cặp vợ chồng sống tại Florida, ông chồng lái taxi và vợ là mục sư, và hai vợ chồng từ trước tới giờ vẫn nói rằng coronavirus là hoax. Họ dùng chữ hoax tức là dùng chữ của Tổng thống Trump, tại vì cái chữ là Tổng thống Trump nói tới 250 mấy lần trong thời gian vừa qua, theo như cái thống kê của mấy tờ báo họ ghi nhận lại. Thì cặp vợ chồng này đều nói rằng COVID-19 là hoax thôi, thì bây giờ bà vợ chết rồi, chết vì COVID-19 rồi. Ông chồng nằm trong bệnh viện thì mới nói báo chí rằng đúng ra là ngay từ đầu ông không muốn nên nhìn COVID-19 như vậy, phải nghe theo các chuyên gia y tế. Ông bảo rằng ông không có nói cách gì khác hơn là xin một cái lời tạ lỗi với vợ ông, bởi vì chính ông cũng nói với vợ ông là cái chuyện này ông không có tin, bà vợ cũng nghĩ như vậy. Và ông nói rằng nếu bây giờ dĩ nhiên là không ai lấy lại được quá khứ, ông nói như thế. Nhưng mà ông hứa rằng ông sẽ có một cái thái độ chừng mực và hợp lý hơn trong tương lai. Thành ra tôi, cá nhân tôi cầu nguyện cho ông sống sót qua cái đợt này. Bởi vì mạng sống của người nào cũng quý. Người nào có lỗi lầm về cái chuyện tin hay không tin COVID thì mạng sống vẫn quý cả. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng khi mà COVID đánh vào rồi thì lúc đó không có Cộng hòa Dân chủ gì đâu nhé. Lúc đó là phải hỏi tới ông bác sĩ Anthony Fauci đấy ạ. Dạ vâng, cái điều mà anh Thái nói Lê Ngọc thấy hoàn toàn đúng, thưa quý vị. Cái con virus này nó không có phải nó chừa những người nào ở đảng Cộng Hòa, hay là nó chỉ đánh vào những người Dân Chủ. Thành thử, thưa quý vị, cái chính kiến về chính trị của mỗi người chúng ta, nhiều khi chúng ta chỉ cần là có thuyết phục được hay không, còn không, mỗi người đều có một cái chính kiến chính trị chúng ta nên tôn trọng. Nhưng mà có những người chỉ vì ủng hộ Tổng thống Donald Trump, chỉ vì thuộc đảng Cộng Hòa, mà luôn lúc nào cũng nói những cái câu mà không thể nào thuyết phục được, thưa với anh, đều nói là cái đại dịch COVID-19 này là hoax mà gây ra từ bên phía đảng Dân Chủ. Thì cái điều đó khi mà quý vị càng nói thì lại
càng làm cho người ta nghĩ là quý vị ở ở một cái trình độ như thế nào. Nhưng mà thưa với anh, cái sự khác biệt mà hầu như những người, không riêng gì những người Việt tại hải ngoại của chúng ta, mà ngay cả người dân Mỹ, họ có một cái nhìn về xã hội chủ nghĩa. Nó nhiều khi cứ nghĩ xã hội chủ nghĩa là cộng sản, cái điều mà anh nói, thì không biết thật sự cái sự khác biệt của cái xã hội chủ nghĩa mà ở cái thời điểm hiện nay giới trẻ ở nước Mỹ và ngay cả ở trên thế giới, thưa với anh, nếu mà nói đến cái vấn đề mà cái nhìn về xã hội chủ nghĩa đó, cái con số mà những người trẻ họ ủng hộ khá cao, thưa với anh, có nhiều những cái cuộc khảo sát họ cho rằng tới gần 60% hoặc là đa số đều hơn 50% ở giới trẻ họ đều ủng hộ xã hội chủ nghĩa, thưa anh. Tôi phải hỏi ngược lại chị Lê Ngọc trước khi tôi trả lời, xã hội chủ nghĩa nào mới được chứ? Xã hội chủ nghĩa socialist theo kiểu các chế độ cộng sản, hay là democrat xã hội chủ nghĩa, democrat làm socialist của các nước Bắc Âu và Âu Châu, chỉ bỏ là cái số người trẻ mà họ thích thì họ thích cái nào, họ dạ, thích cái cái socialist mới đó cái cộng thưa anh, sản hay là cái dạ không, rõ ràng là cái democrat socialist nó ok hoàn như toàn vậy thì nó khác. khác đấy. Dạ vâng, đó là Như vậy cái câu trả lời là họ thích cái gì, họ thích cái socialist của cộng sản hay là họ thích cái democrat socialist? dạ, cái Democrat Socialist, cái điều đó rất Vâng. là thể Như vậy hiện thì nó rất là không khác, rõ cái điều nó. đó tốt. Cái điều đó là một cái chứng tỏ là họ nhìn xã hội nó một cách quân bằng hơn. Tôi nói quân bằng hơn là bởi vì như vậy. Cho phép cái này nói hơi dài này nhé, nói cũng phải 5-3 phút đấy. Tất cả các dân tộc mà đã từng chịu đựng các chế độ cộng sản như là Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn, Trung Quốc, Liên Xô cũ, tiệm khắc Ba Lan, Hungary, Bulgaria chẳng hạn, khi mà đi qua bên Mỹ định cư đó, cứ mỗi lần chúng ta nghe tới cái chữ xã hội chủ nghĩa, chúng ta cứ giật bắn người, chúng ta tay chân run rẩy vì cái sự tức giận, vì cái những cái chế độ khốn nạn nó đã đầy đọa dân tộc, những cái xứ mà chúng ta đã cai trị. Đó là xã hội chủ nghĩa cộng sản. Thế nào là xã hội chủ nghĩa cộng sản? Xã hội chủ nghĩa cộng sản là một xã hội đạo đức giả, ở cái chỗ là cũng từ tam quyền phân lập, là hành pháp là do chủ tịch nước, rồi phía quốc hội, rồi tới tối cao pháp viện, tức là viện giám sát nhân dân đó, tức là tối cao pháp viện cũng có cái hình thức giả tạo đó, nhưng mà mọi việc đều tập trung vào tay một đảng, tức là đảng cộng sản. Đảng cộng sản ngồi trên đầu dân, đảng cộng sản kiểm soát tất cả sinh mạng của người dân, không cho người dân tự do, không cho người dân dân chủ, không cho người dân được buôn bán thị trường, ngoại trừ sau này nó bị ép quá phải thay đổi thôi. Đó là xã hội chủ nghĩa cộng sản. Còn chữ mà chúng ta vẫn dùng gần đây này, nước Mỹ nhìn một cách nó rõ ràng hơn là Democrat Socialist. Đó là chủ trương gì? Không cần phải nói lý thuyết, bất kỳ người nào đi qua Pháp, đi qua Đức, đi qua Hà Lan, Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển thì đó là xã hội chủ nghĩa dân chủ đấy. Nó định nghĩa như thế nào? Xã hội chủ nghĩa dân chủ chủ trương một cái chính quyền kiểm soát vào đời sống của nhiều người dân nhiều hơn về mặt kinh tế. Dân chủ xã hội chủ nghĩa chủ trương y tế toàn dân, tức là người dân đè ra trong xứ sở của họ là không phải bận tâm đóng một đồng xu ten cái tiền bảo hiểm sức khỏe gì cả, không phải trả một đồng xu ten nào khi mà đi gặp bác sĩ để xin khám bệnh. Một nền y tế theo chủ nghĩa tư bản, tức là capitalism như của Mỹ, thì chủ trương gì? Chủ trương rằng nền y tế là nằm trong tay tư nhân, chính phủ không có can thiệp. Tất cả mọi công ty tư nhân họ bán bảo hiểm, người nào có tiền tới đâu thì mua lại bảo hiểm đó, và đi bác sĩ, gặp bác sĩ xin khám bệnh thì phải trả tiền. Nói tóm lại, một bên là do chính phủ quản lý cái hệ thống y tế, một bên là do tư nhân. Thì khi mà vì chính phủ quản lý cái hệ thống y tế đó, một số người ngộ nhận là ý thế là cộng sản đấy, bởi vì cộng sản cái gì nó cũng quản lý, là sai. Nên dân chủ xã hội chủ nghĩa là gì? Là người dân họ được hưởng một số những cái quyền, mà cái quyền đó hoàn toàn là do chính phủ lo lắng cho từ khi họ lọt lòng mẹ. Dĩ nhiên khi họ đi làm thì họ phải đóng thuế, cái tiền thuế nó có thể cao hơn người dân bên Mỹ một chút thôi, nhưng mà bảo đảm suốt cuộc đời họ là họ không phải lo lắng gì về cái chuyện
bảo hiểm y tế vân vân cả. Dân chủ xã hội chủ nghĩa, người dân có quyền tự do tuyệt đối về mặt tư tưởng, về mặt phát biểu, về mặt đi lại, tức là nói tóm lại họ có tự do tuyệt đối. Dân chủ xã hội chủ nghĩa, người dân được hưởng chế độ dân chủ đúng nghĩa, tức là lá phiếu bầu của họ là lá phiếu bầu thực sự, họ bầu cho ai nó thể hiện ra một cách cụ thể bằng kết quả của bầu cử, chứ không phải những cái lối bầu cử của các đảng cộng sản nói rằng đảng cử dân bầu. Người Việt Nam mình hải ngoại này đôi khi mình xài cái chữ bầu chọn đó, tức là mình không có để ý bầu chọn là cái chữ của cộng sản. Bầu chọn có nghĩa là dân bầu trong danh sách mà đảng đã chọn trước thì là bầu chọn. Nền dân chủ của Hoa Kỳ, nền dân chủ của các nước Bắc Âu và Âu Châu không có bầu chọn, đó là những nền dân chủ mà người dân đi bầu để chọn những ứng cử viên do mình quyết định. Còn cái chữ bầu chọn của các đảng cộng sản này và độc tài là đảng chúng tôi chọn người và quý vị chỉ bầu trong danh sách đó mà thôi. Đó là cái sự khác biệt lớn lao giữa một nền xã hội chủ nghĩa cộng sản và một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dân chủ xã hội chủ nghĩa về mặt giáo dục, học sinh, sinh viên các trường công học không bao giờ tốn đồng xu nào cả. Thậm chí trường tư ở bên Tây cũng vậy nữa. Nhiều khi nếu mà chúng ta đi Pháp, chúng ta thấy là đời sống của người Pháp, sinh viên học sinh họ lớn lên họ không có bận tâm phải đóng tiền học nhiều. Nước Pháp còn quy định rằng đi làm 35 tiếng tuần thôi chứ không có 40 tiếng, bởi vì để giảm thiểu con số thất nghiệp trong xã hội, chính phủ quyết định 35 tiếng. Để làm gì? Để mỗi một người làm dư 5 tiếng cộng lại thì thành ra một cái công việc khác cho người khác, nó san bằng đi bớt cái sự thất nghiệp, con số thất nghiệp ở trong xã hội. Thì chính vì cái sự khác biệt lớn lao giữa một bên là capitalism và một bên là democrat socialist như vậy mà một số đông người chỉ nghe tới xã hội chủ nghĩa thôi mà không để ý cái chữ democrat ở phía trước, tức là dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tại nước Mỹ, Đảng Cộng Hòa trong cương lĩnh của đảng quy định rất rõ, điều thứ nhất là chủ trương một nền ngoại giao mạnh, chủ trương một lực lượng quân sự mạnh, chủ trương là để sẵn sàng đáp trả các quốc gia trên thế giới bằng những biện pháp mạnh. Đảng Cộng Hòa chủ trương gì nữa? Bảo vệ thai nhi, không thích và nếu không muốn nói là chống hôn nhân đồng tính, hôn nhân lưỡng tính, chuyển đổi giới tính, phá thai. Đảng Cộng Hòa chủ trương một cái căn bản về mặt xã hội này là không chấp nhận những cái hình thái mà tự do khoa đảng. Còn phía đảng Dân Chủ thì chủ trương gì? Cương lĩnh của họ là một chính phủ cần phải can thiệp nhiều hơn vào đời sống của dân chúng ở nội địa. Chủ trương một nền ngoại giao uyển chuyển, không muốn gây hấn với ngoại quốc bằng quân sự mà muốn giải quyết với ngoại quốc nếu có tranh chấp bằng những biện pháp thương lượng. Đảng Dân Chủ ủng hộ phá thai. Đảng Dân Chủ ủng hộ hôn nhân đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới tính. Thì đó là sự khác biệt. Và Đảng Dân Chủ lại muốn rằng tiến tới một hệ thống y tế toàn dân. Thì cái mẫu của y tế toàn dân mà một ông lãnh đạo của Đảng Dân Chủ là ông Barack Obama đã làm rồi đó, là Obamacare. Mặc dù nó không phải là khuôn mẫu y hệt như phía bên Âu Châu và các nước Bắc Âu, người dân tại bên Mỹ muốn mua Obamacare lại thì cũng căn cứ vào đồng lương của mình, nếu mà lương hơi nghĩa là ở cái tiêu chuẩn mua được Obamacare nhưng mà nếu cao hơn những người khác thì có thể trả số tiền 100 đồng một người, tôi nói thí dụ nữa. Còn những người mà hưởng được mua Obamacare mà cái đồng lương thấp hơn thì có thể trả 7-8 đồng gì đó. Đó có một cái sự khác biệt về số tiền trả ra tùy theo mức lương của họ. Nhưng mà Obamacare là một hình thức y tế toàn dân. Y tế toàn dân đã được có từ nước Mỹ từ năm 1948 cơ. Và lúc đó tổng thống của nước Mỹ, tôi nhớ không lầm thì là ông Truman, không nhớ chắc lắm, đã đưa ra cái chương trình là y tế toàn dân kiểu đó thì bị Đảng Cộng Hòa chống. Nhưng mà sau đó biến thành cái Medicare mà giờ phút này những người 65 tuổi tại nước Mỹ đang được hưởng đó. Nhờ cái quỹ mà chúng ta đã đóng góp bao nhiêu năm đi làm, cho nên khi chúng ta tới 65 tuổi là chúng ta có được Medicare, thì chính phủ take over tư nhân, tức là
trả tiền cho cái người lớn tuổi tại nước Mỹ được hưởng đi bệnh viện, dĩ nhiên tiền thuốc thì phải trả, đúng không? Nhưng mà đó là một cái dạng của y tế toàn dân, nhưng mà tại nước Mỹ chỉ được áp dụng vào năm 65 tuổi thôi. Cái lúc mà Tổng thống Barack Obama lên lãnh đạo nước Mỹ đã có tờ báo Time ấy, đặt một cái hình của Obama với cái chữ là Socialist, là một người đi theo chủ nghĩa xã hội. Nhưng mà thực sự phải đúng đúng nghĩa đó, những người đảng Dân Chủ ở nước Mỹ là những người có khuynh hướng đi theo con đường Democrat Socialist, tức là Dân Chủ xã hội chủ nghĩa, chứ không phải là xã hội chủ nghĩa cái kiểu khốn nạn của những cái đảng Cộng sản hiện nay, thưa chị Lê Ngọc. Vâng, khi mà quý vị nghe cái sự gọi là nói rất là rõ cái sự khác biệt giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đều cảm nhận được hiện nay đó. Thứ nhất, thưa với lại anh Thái, rất nhiều những người Việt ở tại hải ngoại của chúng ta đều nói rằng khi họ dùng, họ chỉ nói rằng xã hội chủ nghĩa là cộng sản thôi. Thì ở Việt Nam chúng ta, Đảng Cộng sản đã là độc tôn sử dụng rồi diễn giải cái cụm từ chủ nghĩa xã hội theo cái cách riêng của chính họ từ rất nhiều năm nay, nên người Việt ở cả hai phía họ khi mà họ nghe tới cái từ chủ nghĩa xã hội là họ họ nghĩ tới đó là cái cộng sản. Thì ngày hôm nay anh nói rất là rõ cái sự khác biệt ở tại nước Mỹ khi mà nói đến dân chủ xã hội chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa của cộng sản. Thì anh nghĩ như thế nào khi mà bây giờ nói tới ngày hôm qua đi thưa với anh, thì ở ngay tại thủ đô Washington, trong ngày hôm qua thì quý vị biết là có hàng ngàn người họ đã tụ tập ở tại National Mall ở ngay tại thủ đô Washington để mà họ có một cái cuộc biểu tình. Và cái cuộc biểu tình này họ tập họp trước tượng đài của Tổng thống Lincoln nhân kỷ niệm sự kiện là 57 năm trước đây, mục sư Martin Luther King đã có bài diễn văn đi vào lòng người, đi vào lịch sử mà chúng ta hay thường nói đến, cái bài diễn văn là I Have a Dream. Thì cái chủ đề chính mà họ muốn nói đến là họ muốn chấm dứt bạo hành cảnh sát nhắm vào cộng đồng thiểu số da đen ở tại nước Mỹ. Đó chính là cái thông điệp của những người biểu tình trong ngày hôm qua. Thì thưa với anh, thì người ta lại nghĩ đến là những người da màu, những người đi biểu tình như vậy là đều là họ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa xã hội mà họ có thể đem tới cái vấn đề là cộng sản. Thì bây giờ Lê Ngọc thấy là khi mà anh nói đến những cái điểm nổi bật của Đại hội Đảng Cộng hòa trong 4 ngày qua với những bài diễn văn rất là nảy lửa, thì anh có dùng đến một cái từ chụp mũ. Thì thật sự có phải là chỉ vì công kích đối thủ của bên phía Đảng Cộng hòa đó là ông Joe Biden mà họ đã dùng đến những cái vấn đề là họ chỉ nói đến là chủ nghĩa xã hội là cộng sản thưa anh? Tôi dùng cái chụp mũ bởi vì tôi có lý do là thế này này. Ngoài trừ một cái số người lên phát biểu mà không có trí tuệ, thì cái độ không phân biệt được thế nào xã hội chủ nghĩa, thế nào là dân chủ xã hội chủ nghĩa thôi. Nhưng mà tôi tin rằng những người lãnh đạo toàn bộ gốc, tổng thống Trump, con tổng thống Trump, những người như bà Nikki Haley thì không thể nào nói rằng không phân biệt được hai chữ đó được. Nhưng mà cái lối nói cắt chữ đó thì rõ ràng là có ẩn ý, và ẩn ý đó thì nó không lành mạnh trong sinh hoạt chính trị Mỹ, là bởi vì cũng không muốn nên chụp mũ cho nhau một cái chuyện mà nó, tôi cũng chả ưa gì phía bên đảng Dân Chủ, nhiều chuyện nó cũng không có hợp với cá nhân tôi lắm đâu. Nhưng mà nó, mình làm báo nó phải rõ ràng cái chỗ này, là mình thấy cái chuyện nó không đúng mình nên nói ra vậy thôi. Chứ còn nếu mà nói về đối thủ mà nói để cho một số đông dân chúng hiểu lầm như thế đó, thì dĩ nhiên nó có lợi cho mình là khi mình có thể đắc cử đấy, nhưng mà nó không công bằng, xã hội nó sẽ càng ngày đi vào những cái chuyện mà nó vớ vẩn. Cái cuộc tập họp ngày hôm qua gọi là tuần hành tại thủ đô Washington, nó vài chục ngàn người đó, nếu mà bảo rằng cặn kẽ hỏi từng người thế nào là xã hội dân chủ, xã hội chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa thuần túy kiểu cộng sản á, thì tôi ngờ rằng chắc là cũng họ cũng sẽ khó có giải thích cặn kẽ được đâu. Nhưng mà tôi nhìn cái cuộc tập họp ngày hôm qua nó khác, chứ chẳng liên quan đến xã hội chủ nghĩa hay không xã hội chủ nghĩa cả. Đó là một phản ánh một cái tâm lý do cái tình trạng mà họ nghĩ rằng bạo hành của cảnh sát, và cái chuyện đó cũng có thật chứ không phải là không. Trong cái tập thể cảnh sát tại Hoa Kỳ là
có thể lên tới cả triệu người, trong đó có chừng độ 5-70 người gì đó thôi đã có những hành vi bạo hành. Nhưng mà những hành vi bạo hành đó trong cái thời buổi truyền thông bây giờ tích tắc là được đưa lên trên mạng xã hội, tích tắc là được đưa trên truyền hình đấy, thì nó tạo ra một cái tâm lý rằng đấy, lực lượng cảnh sát có những hành vi bạo lực như thế đối với người dân thì người ta bực tức. Tôi tin một cách tuyệt đối rằng một số rất rất đông những người đang phục vụ trong ngành cảnh sát là những người tử tế, là những người muốn thực sự góp phần vào cái chuyện tạo dựng một cái xã hội nó có luật pháp. Dĩ nhiên cái lợi nhuận mà họ làm việc được trong ngành cảnh sát cũng không tới mức độ thấp đâu, mà nghĩ lên cao thì không cao mà không thấp so với những ngành nghề khác. Nhưng người dân người ta thấy những hình ảnh đó, tôi đưa thí dụ cái vụ mà cái ông mà vừa bị anh chàng là thanh niên trẻ Mỹ gốc Phi Châu mà vừa bị bắn bởi 5-7 phát đạn phía sau lưng ở bên Wisconsin ấy. Thì video quay từ 3-4 phía đều thấy rằng cái hành động cảnh sát như vậy thì quá đáng. Cái người đó có thể cãi lệnh cảnh sát là đã không dừng lại khi cảnh sát gọi, nhưng mà anh ta đi một cách chậm chạp đi tới cái cửa xe van của mình, và lúc mà anh ta mở cửa xe van ra thì cái anh cảnh sát mở da trắng đó, anh móc cái khẩu súng ra anh bắn hình như 7 phát về phía sau lưng anh này. May mà anh ta này không chết, sợ hồi tỉnh rồi. Ngoài trên xe lúc đó có 3 đứa nít, một đứa 3 tuổi, một đứa 7 tuổi, một đứa 8 tuổi. Cảnh sát nói là ô, khi mở cửa xe thì thấy có một con dao ở trên cái ghế xe đó. Thì bây giờ cả luật sư lẫn những người nhân chứng là mà không có bằng chứng nào cho thấy là anh ta có con dao con thứ gì cả. Thì tôi có nói chuyện một vài người thì đứng về phía cảnh sát nói rằng một cái chuyện đó, mà tại sao người ta gọi mà không đứng lại mà lại đi lững thững đi tới đó. Cho dù anh ta có cãi lệnh anh ta không đứng lại chăng nữa thì với một lực lượng 3-4 cảnh sát mặc áo giáp võ khí như vậy thì cùng lắm là bắn què chân anh ta thôi, hoặc là đừng bắn què chân mà 3-4 người nhào tới thì cái anh chàng này cũng không thể nào mà cưỡng lại được cái sức mạnh của năm ba anh cảnh sát và to con lực lớn mà mặc áo giáp như vậy. Tại sao lại phải bắn người ta đó? Dĩ nhiên có những kẻ tội phạm chống lại cảnh sát đã dùng võ lực súng đạn bắn chết cảnh sát, cái đó là không thể nào tha thứ được và phải khuyến khích là phải phạt trực bằng những hình phạt nặng nhất. Nhưng với những người mà tự dưng bị bắn như thế thì tạo một cái sự phẫn uất trong cái cộng đồng người da màu và trong các cộng đồng khác. Chúng ta thấy cái vụ biểu tình vì cái chết của George Floyd đó, không phải chỉ có người Mỹ gốc Phi Châu mà trong đó có người da trắng, người da vàng, người Việt Nam, người Philippines, người đủ các sắc tộc tại nước Mỹ cả, chứng tỏ là cái sự phẫn uất nó nằm ở trong nhiều cộng đồng khác nhau chứ không phải là chỉ có cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu. Cái cuộc tuần hành ngày hôm qua tại Washington, chúng ta thấy có vài chục ngàn người tham dự cuộc tuần hành đó, đầy đủ mọi sắc dân cả. Xin nhắc lại, nó phải là một cái gì đó trong xã hội này mới có thể khơi động được cái sự bực bội chung của mọi người như vậy. Thì cái sự bực bội chung là gì? Là có một thiểu số ít, rất ít trong ngành cảnh sát đã thể hiện cái hành động bạo lực quá đáng. Tôi mới được đọc một cái bài điều tra ở trên tờ The Politico, hay lắm, lý thú lắm. Họ chứng minh được qua những cái lời điều trần của những viên chức FBI mà đã từng giữ những chức vụ lớn trong ngành này đấy. Họ bảo rằng có một số những cá nhân mà thuộc những cái khuynh hướng vô chính phủ, thuộc những khuynh hướng là hữu khuynh, tức là chủ trương da trắng thượng đẳng, đã nộp đơn vào làm việc trong ngành cảnh sát. Và bây giờ họ là những người cảnh sát mà chúng ta không phân biệt được giữa họ với những người cảnh sát bình thường. Thì cái giả thuyết của những nhân viên FBI họ nói rằng những cái người mà theo chủ nghĩa da trắng cực đẳng thượng đẳng đó, hữu khuynh một cách quá đáng đó, nếu mà họ mặc sắc phục cảnh sát mà họ hành xử bằng cái lối mạnh tay như thế đó, thì chính họ là người đã tạo ra cái ngọn lửa châm ngòi cho cái sự bất mãn trong xã hội ngày hôm nay. Và cái mục đích của họ là gì thì là chúng ta sẽ phải tiếp tục xem những cái cuộc điều tra của FBI như thế nào. Đó là một cái chi tiết rất là lý thú. Thành thử ra nói trở lại, cái vấn đề tập hợp tại Washington DC hoặc tất cả mọi nơi tại nước Mỹ đó,
nó chẳng bao giờ nó phát sinh từ cái suy nghĩ rằng đó có phải là xã hội chủ nghĩa hay là xã hội chủ nghĩa dân chủ hay không đâu, mà nó phát sinh từ cái lòng bực bội của người ta. Cái lòng bực bội nó có thể quá đáng, nó được thể hiện bởi những hành động của những kẻ lợi dụng, đốt nhà, đốt cửa, hôi của, đánh người khác, bắn cảnh sát, vân vân. Nhưng mà cái số người ôn hòa thì đông lắm. Chúng ta thấy những hình ảnh rất cảm động là có những gia đình da màu có, da nâu có, da trắng có, vân vân, có nít, có đàn bà có. Sau khi xảy ra một vụ bạo loạn ở bên Minnesota thì chính những người này đã đứng ra lấy sơn, lấy nước để mà rửa sạch tất cả những vết graffiti, tức là vẽ trên tường bậy bạ đó, không? Hình ảnh nó đẹp lắm. Và có những người Mỹ gốc Phi Châu họ đã đứng chặn các cái cửa hàng, họ yêu cầu những người khác là không có được hôi của, đừng có hăm dọa ai cả. Nói chung, xã hội chúng ta đang sống là một xã hội đang có một số những bệnh thái mà nó tiềm ẩn lâu rồi, bây giờ nó phát tác ra, và cái mức độ phát tác nó cũng sẽ tùy theo cái sự ứng xử của những người đang có trách nhiệm lớn nhất của đất nước, tức là từ tòa bạch ốc, từ tổng thống Trump. Liệu chúng ta có thể tìm được có giải pháp nào để làm cho nó nhẹ dịu đi hay không, thì cái đó không phải là việc của mình đâu. Mình chỉ là nhà báo, mình quan sát rồi mình nói lại thôi. Cái việc đó là của những người policy maker, là những người hoạch định chính sách của nước Mỹ. Thưa chị Lê Ngọc. Vâng, rõ ràng đó thì chúng ta thấy là không thể nào mà vơ đũa cả nắm hết, đó chỉ là một cái thiểu số ở cả hai bên, thưa quý vị, cả bên phía cảnh sát và cả bên phía của nhóm những người da màu. Những cái hành động mà biểu tình bạo loạn đó cũng chỉ là cái thiểu số của một số người rất là nhỏ, hoặc là bên phía cảnh sát cũng như vậy. Quý vị đã nghe anh Thái kể cho quý vị nghe những câu chuyện hoặc là những cái bản tin mà anh ghi nhận được. Thì thưa với anh, trong ngày thứ năm thì Lê Ngọc thấy có một cái bài ở trên tờ Politico nói về bà Michelle Obama. Bà lên tiếng, và cái lên tiếng của bà đó Lê Ngọc biết là cái lời tuyên bố của cụ đệ nhất phu nhân. Thì bà chỉ trích một cách rất là gay gắt, thì một cái Lê Ngọc nghĩ cái nhân vật mà bà chỉ trích đó là Tổng thống Donald Trump, vì chúng ta cũng nghe được trong cái bài phát biểu của bà tại Đại hội Đảng Dân Chủ vào tuần trước đây. Thì cái lời mà bà nói đó là bà nói là bà lên án cái chủ nghĩa kỳ thị có hệ thống bắt nguồn từ ở Tòa Bạch Ốc và ngay cả ở đâu đó trên khắp quốc gia. Rồi bà nói bà bất bình về những cái vụ cảnh sát mà bắn người da đen và đã tạo ra những cái sự bất ổn chủng tộc ở một số tiểu bang của nước Mỹ, mà mới đây nhất là ở thành phố Kenosha của tiểu bang Wisconsin. Thì với cái lời tuyên bố lên án nặng nề như vậy, anh có cái sự đồng tình, Lệ Ngọc thấy có một phần nào anh có một cái sự đồng tình khi mà anh chia sẻ là những cái sự việc này giải quyết như thế nào phải là từ lãnh đạo của nước Mỹ, thưa anh? Đó là một chính sách kỳ thị có hệ thống thì tôi chưa có bằng chứng, mà khi chưa có bằng chứng thì mình không nói được. Đó cách nói của bà để cựu đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama thôi. Nó là hệ thống với điều kiện, tôi đưa một thí dụ, thế này là hệ thống này, hệ thống mà không ai chối cãi được, lịch sử cũng không chối cãi được. Trường hợp của Adolf Hitler, Đức Quốc xã và chủ trương giết người Do Thái, thì đó là hệ thống đấy, bởi vì nằm trong cương lĩnh của Đảng Quốc xã, nằm trong tất cả những cuộc họp quần chúng mà Hitler nói rất rõ, nằm trong những buổi họp cao cấp nhất của Hitler do từ miệng Goebbels hoặc là Göring nói ra chẳng hạn, thì đó là một chính sách kỳ thị diệt chủng có hệ thống. Còn đằng này chúng ta chỉ ghi nhận thôi, bởi vì chúng ta không thể nói một cách gọi là guessing, tức là không đoán được, chúng ta chỉ có ghi nhận sự kiện thôi. Thì 4 năm vừa qua có những lời tuyên bố phát sinh từ Tổng thống thật của những người mà mang tính cách ở vị thế lãnh đạo, nhưng mà nói không phải là nói như là một cái chính sách của đảng, của tập Bạch Ốc hoặc là một hệ thống, mà nói một cách có tính cá nhân thôi, thì nó gây ra cái sự ngộ nhận rằng đó là một chủ trương của giới lãnh đạo Hoa Kỳ. Tôi không tin là một người nào lãnh đạo nước Mỹ mà dám nghĩ rằng tạo ra một cái hệ thống kỳ thị được, bởi vì cái đó chết đấy, chết với hiến pháp ngay. Đọc lại lịch sử chúng ta sẽ thấy, từ cái thời mà cái đạo luật Jim Crow bị chấm dứt năm 1960, 64 rồi đó họ, thì quy định rất rõ, dù một lời ăn tiếng nói, một hành động mà bày tỏ cái sự
cái suy nghĩ kỳ thị, cái cử chỉ kỳ thị đấy, nếu mà bị kiện cáo thì cũng nguy hiểm. Tôi đưa hai thí dụ. Cái thí dụ đầu tiên là một anh bạn tôi vùng này, em nghĩ tôi có kể rồi, không có kể chưa, là anh là bác sĩ, và hôm đó tôi đến thăm anh trong văn phòng của anh thì cái cô thư ký bốc điện thoại lên mà nói bằng tiếng Anh là oh I'm sorry we just serve the Vietnamese, tức là ở đây chúng tôi chỉ nhận cái bệnh nhân người Việt thôi. Ông bạn tôi ông chạy ra ông chụp cái điện thoại là ông xin lỗi như tới tấp, rồi sau đó ông nói rằng mời 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 bà đến đây chúng tôi sẽ khám cho bà. Một lát sau thì có một bà Mỹ đến với hai đứa con, ông này ông phải lo gần chết luôn, bởi vì ông bố ông nói với tôi một hú hồn họ mà kiện thì mình đóng cửa phòng mạch. Đó là một câu nói kỳ thị, tại sao là chỉ có nhận bệnh nhân Việt Nam thôi. Thì cô y tá mình cô nói một cách vô tình, bởi vì anh bạn tôi anh có một cái văn phòng ngay tại trung tâm của người Việt, thế nghĩ rằng cái cô kia cũng nghĩ rồi thì chúng tôi chỉ lo cho bệnh nhân Việt Nam thôi mà cô không để ý đó. Tuần trước mà anh phóng viên ở Mỹ chuyên về thể thao đang tường trình thể thao khi anh bảo breaking news, chúng ta có một the first color woman chose as the vice president nominee. Cái câu đó có thể dịch rằng chúng ta có một người phụ nữ da màu đầu tiên được đề cử ra làm ứng cử viên phó tổng thống. Câu đó có gì sai không thưa chị Lê Ngọc, theo chị? Chắc không. Ok, anh đã bị đuổi đấy, anh Phong Minh đã bị đuổi. Lý do là thế này, chúng ta nghe các đài khác nói trong một tin tức cái câu đó rất bình thường, nhưng mà anh phóng viên nói câu đó trong thuật ngữ tiếng Anh người ta bảo là gì, wrong press wrong time wrong manner, anh ta đã nói sai cái thời điểm, nói sai cái địa điểm và nói cái cung cách nó cũng sai nốt. Anh ta là phóng viên thể thao và anh đang tường trình một cái trận đấu thì cái voice của anh đó, cho thấy rằng anh oh God, phải không? Anh ta không được quyền tường trình cái kiểu đó nếu anh ta không phải là người đang tường trình news về thời sự. Ban giám đốc của cái đài đã lát lấy lại có bản tin đó, mời anh ta lên và bảo rằng chúng tôi không chấp nhận một cái cách nói có những cái kỳ thị như vậy, đổi luôn. Thì tôi mới đi tìm tài liệu, tôi hỏi rằng tôi nêu câu hỏi rằng một cách nói như vậy chỉ có start wrong or right, nó ra hàng chục bài cho mình đi tìm hiểu. Thì người ta chỉ bảo rằng cái cách của anh này nói là đã không đúng thời điểm, không đúng chỗ và không đúng cái cung cách khi nói ra. Chứ còn nếu mà anh ta làm trong cái chương trình news với chị Lê Ngọc buổi sáng chẳng hạn, điểm qua tất cả những tin tức trên thế giới, mình nói bằng một cái giọng bình thường là tin tức của nước Mỹ ngày hôm nay thì Đảng Dân Chủ đã đề cử ra bà Kamala Harris, như vậy bà là người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành ứng cử viên nữ tổng thống của nước Mỹ thì không sao cả. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang đi ra ở một cái môi trường khác, đang nói về đá banh vật lộn vân vân mà chúng ta nói bằng cái giọng có vẻ cái tôn của chúng ta nói đã sai đấy. Thì có thể về ban ban giám đốc cái nơi chúng ta làm đó họ dựa theo cái guideline của sở đó đuổi. Cái này nói thế này cụ thể hơn, bây giờ giả dụ trong cái lúc một chỗ ăn nhậu bạn bè nó có thể chửi tôi, nó bảo cái thằng Thái Bắc Kỳ này thì không sao, bởi vì đó là một câu nói trong một bữa nhậu và cái thằng Thái Bắc Kỳ thì đó là một cái câu hàm ý rằng ôi nó là sinh ra ngoài Bắc mà nó có một cái tính khí sao đó, phải không? Nhưng mà nếu cái người đó làm trên truyền hình trên radio mà dùng chữ Bắc Kỳ Thái thì cái đó có chừng ạ, cái đó là hàm ý kỳ thị địa phương đó. Nói như thế này thì không sao, Thái là một người miền Bắc thì là không sao. Chị lại học theo hai cách nói khác nhau. Sau này nước Mỹ họ phân biệt rất rõ ràng color woman và woman of color nó khác nhau như thế nào. Khi mình nói chữ color woman ý mình hàm chỉ nhắc lại một cách khéo léo về cái thời kỳ mà còn phân biệt giữa màu da. Còn woman of color là một người phụ nữ mà có màu da nâu, chứ không phải là một người người đâu. Cái tiếng Việt Nam mình nó dịch ra thì nó cũng gần dự nó rất giống nhau, phải không? Nhưng mà trong thuật ngữ bây giờ về báo chí, về chính trị của Hoa Kỳ ghi rất rõ cái đó. Trước kia chúng ta dùng là color woman, color man, color boy. Bây giờ họ nói ngược lại, boy of color, man of color, woman of color.
Nước Mỹ nó đang càng ngày càng đi vào cái giai đoạn tế nhị hơn về mặt ngôn ngữ, nhưng mà cái sự tế nhị đó ngoài về mặt nét văn hóa ra cũng bị áp lực của xã hội nữa. Bởi vì người ta dễ kiện cáo nhau vì những chuyện nó ghê lắm. Trở lại câu hỏi của chị Lê Ngọc đó là cái chuyện mà bà Michelle Obama nói bên Tòa Bạch Ốc có chủ trương là kỳ thị có hệ thống. Cá nhân tôi thì tôi không tin đó. Nước Mỹ không cho phép làm chuyện đó đâu. Là một cá nhân nói ra những câu có thể được hiểu rằng hàm ý kỳ thị thì có, nhưng mà bảo là có hệ thống thì không. Vâng, khi mà quý vị Lê Ngọc, ngay cả Lê Ngọc khi mà nghe anh Thái kể cái câu chuyện về anh phóng viên thể thao đi, thì cái điểm mà anh nói, cái tone of voice, cái cách hoặc là cái cường điệu mà quý vị nói đến á, thì thưa với anh, qua cái câu chuyện mà anh kể đó, thì Lê Ngọc có cái cảm nhận là cái người phóng viên đó, họ có vẻ họ vui mừng, đây là lần đầu tiên mà nước Mỹ có một ứng cử viên phó tổng thống người làm phụ nữ, người da màu. Nhưng mà Tôi sau... chặn chị nghe không ạ. Tôi có nghe cái clip đó, cái giọng đó thì không phải là giọng vui Dạ mừng. không không anh đó, anh Lê Ngọc nói là qua anh đó thì cái giọng đó giống như là đây là một cái sự vui mừng mà breaking news, nhưng mà sau khi anh Thái nói là người phóng viên nó bị đuổi, thì Lê Ngọc nghĩ là cái tone of voice của người đó đã đưa cho những người nghe hay là cho chính cái công ty của anh ta đi cảm nhận như là đây, anh ta đã có một cái cách đưa cái bản tin này một cách mang tính kỳ thị. Chứ còn mà khi mà Lê Ngọc nghe anh Thái thì giống như đây vui mừng quá, thành thử phải breaking news và cho biết. Đó là cái cảm nhận mà Lê Ngọc gửi đến cho anh thôi. Thì khi mà nói đến một người phụ nữ da màu và đặc biệt là bà Kamala Harris, thì thưa với anh, với những cái sự lên tiếng và khi mà đứng chung liên danh với lại ứng cử viên tổng thống bên phía đảng Dân Chủ Joe Biden đi, thì thật sự thưa với anh nhìn theo cái xu hướng của cử tri Mỹ, chúng ta nói đa số nha anh, chứ chúng ta không nói lúc nào cũng có một cái sự khác biệt, có bên ủng hộ và bên chống, thì anh nghĩ cái xu hướng của người dân Mỹ ở cái thời điểm năm 2020 này như thế nào, khi mà chúng ta mỗi ngày chúng ta đều thấy nào là có một nhóm người của những cựu viên chức an ninh, một nhóm người của alumni của cựu tổng thống George W. Bush, của bên phía ông John McCain, của ông Mitt Romney, đã có những cái bức thư mà người ta nói đến ba bức thư mà cái nội dung chính Lệ Ngọc đều nghĩ là những người này họ đều endorse, họ ủng hộ cho ông Joe Biden với cái ý chính là họ muốn giữ cái giá trị của nước Mỹ. Thì anh nghĩ cái xu hướng của cử tri Mỹ ở thời điểm hiện nay như thế nào thưa anh? Cái xu hướng thì tôi không dám nói vì mình không có làm trong cái lĩnh vực nghiên cứu dư luận và mình cũng không có đọc những cái bản nghiên cứu dư luận một cách chi tiết để mình hiểu rằng có bao nhiêu phần trăm ủng hộ bên này, bao nhiêu phần trăm ủng hộ bên kia. Nhưng mà nó rõ ràng là cái đêm thứ năm là cái đêm kết thúc của Đại hội Đảng Cộng Hòa thì đã có trên 100 cựu viên chức Hoa Kỳ của Đảng Cộng Hòa mà từng làm việc trong ủy ban vận động tranh cử của ba vị Ủy ban vận động tranh cử của Tổng thống George W. Bush, Ủy ban vận động tranh cử của nghị sĩ John McCain, Ủy ban vận động tranh cử của Mitt Romney, tức là cả ba người. Ông Bush là Tổng thống hai nhiệm kỳ rồi. Ông John McCain và ông Mitt Romney ra ứng cử của Đảng Cộng Hòa Tổng thống và sau đó thì không có thành công. Ba cái lá thư riêng rẽ của nhóm đó họ đều tự chung vào một điều là Tổng thống Donald Trump không giữ gìn được cái nếp của nước Mỹ. Và họ ủng hộ ông Joe Biden vì họ tin là ông Joe Biden có thể làm được chuyện đó. Nếu mà nó chỉ căn cứ vào cái phản ứng của những cái nhóm trong đảng Cộng Hòa hay là qua một vài cái thống kê của ABC hay là của Gallup chẳng hạn thì quả tình rằng có một số đông đông hiểu thành ra trên 50% có thể 51% đã được xem như là quá bán rồi và không hài lòng với cái cách lãnh đạo của Tổng thống Trump. Có những người họ phản ứng bởi vì cá nhân, tức là cái cách ăn, cách nói, cách ứng xử của Tổng thống Trump chẳng hạn, họ không thích. Nếu cái là con số là có thật. Bằng chứng là bây giờ thì mọi cuộc thăm dò dư luận cho thấy là ông Joe Biden dẫn trước điểm lúc thứ 7, lúc thứ 8, lúc thứ 9, vân vân. Dĩ nhiên cho tới ngày mùng 3 tháng 11 thì chúng ta mới có thể biết được cái kết quả nó ra sao. Chứ còn cuộc thăm dò ý kiến thì đôi khi nó thay đổi tháng này có tháng kia thôi. Nên trở lại vấn đề là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ
có cãi nhau như là chó với mèo, chửi nhau mà tàn sát đi chăng nữa đó, thì cũng chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ thôi. Đó. Mà quyền lợi của nước Mỹ sẽ không tha thứ cho tất cả những hệ thống, những chủ trương mang tính cách chia rẽ xã hội. Họ có thể nghĩ trong cá nhân họ thôi, chứ họ không được quyền đi ra bên ngoài thể hiện cái chuyện đó. Thì những người nào thể hiện thì người đó phải trả giá thôi à, thưa chị Lê Ngọc. Dạ vâng, có một cái điều mà khi mà nói đến những cái cuộc khảo sát, những cái kết quả đó, thưa quý vị, thì hiện nay mới ngày hôm qua thôi, Lê Ngọc đã thấy được là bên ông Joe Biden, bên phía đảng Dân Chủ, họ đã có một cái thay đổi chiến lược. Thưa với anh, thì ông đã loan báo cái cách mà ông vận động tranh cử đó nó sẽ khác trước đây. Quý vị còn nhớ là trước đây có rất nhiều người cũng có lên tiếng là nói rằng ít thấy ông Joe Biden đi đến những nơi, những cái tiểu bang chiến trường một cách trực tiếp để mà vận động tranh cử. Nhưng mà thưa với lại quý vị, trong những ngày vừa qua, ngay sau khi mà Tổng thống Donald Trump ông đã nỗ lực để mà ông có thể vận động cái cuộc chiến dịch tái tranh cử của ông, thì có lẽ thưa với anh Thái, cái số điểm mà ông bám đuổi theo sát để mà có thể bám đuổi với lại ông Joe Biden, thì anh nghĩ với những cái lý do như vậy, hay là ở cái thời điểm mà chúng ta biết rằng cái ngày 3 tháng 11 sắp tới, thì bên phía liên danh của ông Biden và hiện tại thì đã có bà Kamala Harris, thì họ thay đổi cái chiến dịch, cũng như là bên phía đảng Cộng hòa Tổng thống Donald Trump, ông cũng có những cái cách mà ông thay đổi trong cái chính sách vận động tái tranh cử của ông, thì hiện nay ông Joe Biden trong những ngày sắp tới ông sẽ tới những cái tiểu bang chiến địa, mà chúng ta biết được khi mà nói đến chiến địa là cái ảnh hưởng quyết định tới kết quả bầu cử nó rất là nhiều. Thì cái sự thay đổi giữa hai bên này, anh có thấy là nó sẽ tạo ra được một cái sự sôi nổi, một cái sự kích thích cho người dân đi bầu không thưa anh? Dân chúng năm nay sẽ đi bầu đông đấy, ngoài trừ ngày hôm đó mưa bão kinh khủng lắm, nhưng mà cái số người đã bỏ phiếu bằng mail đã nhiều rồi, nên ra chúng ta thấy hào hứng, rất là hào hứng. Chỉ còn giờ chờ 3 4 cuộc tranh luận giữa đôi bên thôi. Tổng thống Trump thì vừa mới nói rằng thách ông Joe Biden là phải thử máu xem có xài ma túy không đấy. Ông đã từng thách cái điều đó bằng Clinton rồi, thì đó là chiến thuật của Tổng thống Trump, mình cũng miễn bàn. Còn đôi bên sẽ đi vận động tranh cử ở những nơi mà họ nghĩ rằng phải thuyết phục và được chọn, điều đó hào hứng, chúng ta sẽ thấy được cả hai phía như thế nào. Có điều là mấy ngày vừa qua đó tôi thấy rằng khi mà Tổng thống Donald Trump cứ nói đi nói lại rằng và coi chừng cái vấn đề mà bỏ phiếu bằng bưu điện á, sẽ dẫn tới cái hậu quả là Đảng Dân Chủ ăn cắp kết quả bầu cử của Đảng Cộng Hòa. Và mới đây thôi thì Tổng thống Trump mới lại là ông Bộ trưởng Tư pháp là ông William Barr còn nói rằng nghi ngờ là có một số các quốc gia bên ngoài là có thể in ra hàng triệu triệu cái lá phiếu giả rồi gửi đến cho cử tri Mỹ, để cử tri Mỹ gửi cho các thùng phiếu, rồi các thùng phiếu kiểm lại vân vân á. Thì có 2 cuộc họp báo mà rất đáng để cho mình để ý. Cuộc họp báo thứ nhất là hôm thứ Tư vừa rồi, các viên chức rất cao của ban ngành an ninh Mỹ, trong đó có FBI, trong đó có Bộ An ninh Nội địa, trong đó có văn phòng tình báo quốc gia của Mỹ, nói rõ là không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy rằng có những âm mưu, có những hành động để có thể gian lận lá phiếu gửi qua bưu điện của nước Mỹ. Tức là cấp lãnh đạo tình báo quốc gia, dĩ nhiên là phải dưới quyền tổng thống rồi, bởi vì lương tâm của họ qua những cuộc điều tra thì họ nói thẳng họ bảo không hề có chuyện đó. Nhưng mà nó có một hiện tượng chúng ta cũng phải ghi nhận là khi ông mà cái gì Roy, ông gì đó mà tổng giám đốc của hệ thống bưu điện nước Mỹ bây giờ, ông ra điều trần cho quốc hội, thì khi trả lời rằng ông giải thích tại sao mà có những cái máy soạn thư bằng tay đó mới cao cảnh chưa bao giờ được xài cả, ông vứt ra ngoài sân, ra lệnh nhân viên rồi vứt ra ngoài sân, trong khi nhân viên của bưu điện thì phải soạn ra bằng thư. Thì ông mới nói là ok, có thể đó là những cái thi hành quyết định một cách tổng quát mà ông đã gửi trong văn bản là phải cải đổi cái nền bưu điện của nước Mỹ, nhưng mà ông hứa là ông sẽ stop cái chuyện đó ngay và cam kết là sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào về mặt bưu điện của nước Mỹ cho tới sau ngày bầu cử. Thì ngày hôm qua ở trên tờ Newsweek có đăng của bài phóng sự
họ đến một cái địa điểm ở bên Colorado để họ xem một cái văn phòng của sở bưu điện, thì họ thấy rằng có một cái máy soạn thư bằng tay đó, soạn thư chứ, xin lỗi, máy soạn thư chưa về được dùng, cứ tới cả vứt trọng gọng ở phía ngoài, phía sau, phía sân sau. Thì có một người phụ nữ đã đến hỏi nhân viên của cái cơ sở đó tại sao lại vứt cái máy đó đi. Thì họ bảo là ôi ông sếp lớn nhất của chúng tôi ra lệnh vứt thì chúng tôi vứt, và bây giờ chúng tôi soạn thư bằng tay mất thì giờ mệt mỏi, và chúng tôi hiểu là tại sao bưu điện mới thất bại, bởi vì rõ ràng cả ông sếp của chúng tôi chi tiêu kiểu này, mua máy cho nó sang xong rồi thì bây giờ vứt đi. Thì phía bên dân chủ đã đặt vấn đề là ông tổng giám đốc hệ thống bưu điện Mỹ nên từ chức đi. Đó là cái câu của ông Bernie Sanders và bà nghị sĩ Christopher Warren, và bảo là ông nên từ chức đi, còn nếu không chúng tôi sẽ yêu cầu cấp lớn hơn của ông nó đuổi ông đấy. Thì ai là người bổ nhiệm ông? Tổng thống Trump. Mà ông này là người lại là tặng tiền nhiều cho chiến dịch tranh cử tổng thống Trump nữa. Thì bị cái question, cái câu hỏi mà được đặt ra trong dư luận về phía dân chủ là tại sao lo sợ rằng phiếu bầu không tới kịp các thùng phiếu vào trước ngày bầu cử để cho ủy ban có thể phân loại ra là ai chống ai, bên bầu bên nào bầu bên kia, mà lại đi vứt nhiều cái máy soạn thư như thế mà mấy tuần đi ra ngoài sân, tại sao vậy? Cái question thôi, tôi không đi tới kết luận. Phóng sự của đài NBC phóng viên đến tận một số những cái địa điểm phát thư, những cái nơi mà trung ương, mỗi một thành phố nó có một cái sở bưu điện trung ương, đó là cái nơi mà các thư các nơi đổ về rồi nó phân phối đi, sẽ cất đi chỗ này giấy số kia. Thì phóng viên NBC thấy rằng có nhiều cái máy nó bị vứt ở trong gara, có vứt ở bên ngoài dì xét đó. Thì họ chỉ microphone vô, họ hỏi những nhân viên xung quanh tại sao như vậy, ai cũng lảng tránh không ai muốn trả lời cả. Đó là một cái hiện tượng, nhưng mà nó kết nối hai chuyện, chuyện đó là về phía bên sở bưu điện, còn về phía bên FBI, sở an ninh nội địa, cơ quan tình báo quốc gia đều khẳng định rằng không có một âm mưu nào trong cái chuyện mà gửi thư, gửi phiếu bằng 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 bưu điện á, có thể dẫn tới một cuộc bầu cử gian lận được. Lý thú lắm, nếu mà chúng ta theo dõi quan sát cái xã hội bây giờ, chúng ta thấy nó thay đổi và nó cứ từng ngày một thôi. Tại sao CDC đột nhiên đưa ra một cái hướng dẫn kỳ quặc như vậy, rồi bây giờ lại nói lại mà thôi, ai muốn thử nghiệm Covid thì thử nghiệm chứ không có như trước nữa. Tại sao vậy? Có phải là người muốn cái con số thống kê nó giảm bớt hay không? Mình không biết, nhưng mà đó là cái question, cái câu hỏi của những người như ông thống đốc Andrew Cuomo của New York, của những vị dân cử đó. Họ nói rằng tại sao lại có thể xảy ra một cái chuyện như vậy trong cái thời điểm sắp sửa bầu cử rồi. Thưa chị Lê Ngọc. Vâng, từ đó thì những cái bản tin mà anh Thái gửi đến cho quý vị đó thì chắc chắn khi mà quý vị khán thính giả nghe là chúng ta đều có cái câu trả lời. Từ đó mà tại sao chúng ta lại thấy những nhóm mà nhân viên cao cấp hay là cựu nhân viên cao cấp ở phía đảng Cộng Hòa mà họ phải lên tiếng. Quý vị nhớ Lê Ngọc có nói cái câu mà chính trong những người này, những cái nhóm này, họ nói là phải step up and step out of the comfort zone để mà đi bầu. Mà tại sao họ lại lên tiếng họ ủng hộ cho ông Joe Biden? Có một cái điều mà anh Thái nói đó, ở cả hai đảng Dân Chủ, Cộng Hòa, cái đẹp, cái giá trị của nước Mỹ là có hai đảng để làm gì? Để cùng nhau, dù rằng có những cái sự khác biệt, nhưng mà cùng nhau làm việc để mà xây dựng nước Mỹ, giữ được cái sự hùng mạnh, mà phải mỗi ngày mỗi hùng mạnh và giữ tất cả những cái giá trị của nước Mỹ. Thì trước tiên thưa với lại anh Thái, Lê Ngọc thấy là có một cái bản tin là ngay cả ông Joe Biden, ông cũng có một cái lời phát biểu trước báo chí là ông sẽ vận động tranh cử, ông tới những cái tiểu bang trong đó nào có Wisconsin, có Minnesota, Pennsylvania, Arizona, và ông đều nói rằng là ông sẽ cố để mà ông thực hiện cái kế hoạch này một cách có trách nhiệm trong cái tình hình đại dịch COVID-19, có nghĩa là ông sẽ theo những cái lời hướng dẫn của cơ quan CDC. Thành thử từ giờ cho tới ngày lao động của nước Mỹ, đó là ngày 7 tháng 9, là vào thứ hai tới nữa nha thưa quý vị. Quý vị sẽ thấy được cái tình hình của bầu cử của nước Mỹ nó rất là sôi động, nó sẽ tạo ra một cái sự hào hứng. Từ cái sự hào hứng này, Lê Ngọc nghĩ là có rất nhiều quý vị khán thính giả, ngay cả quý vị nữa, những người Việt của chúng ta
đã lên tiếng dù rằng trước kia quý vị không đi bầu mà quý vị nói cô Lê Ngọc lần này tôi cũng sẽ đi bầu, thì không biết anh có ghi nhận được ở khán thính giả của anh ở tại miền Nam California lần này cái số người đi bầu sẽ rất là nhiều. Anh cũng đã nói rằng là tạo ra một cái sự hào hứng thưa anh. Trong đám bạn bè tôi gặp gỡ thì ai cũng nói sẽ đi bầu chắc chắn, còn cái số đông mình cũng không biết được là những người mình quen có đi bầu hay không. Mà trước khi chấm dứt chương trình hết giờ, tôi đọc và thấy một cái câu này lý thú. Người ta nói rằng những bậc quân vương, tức là những người mà lãnh đạo theo cái chủ trương mà vương đạo đó, một lời nói đôi khi nó mỏng như một cái sợi tơ vậy, nhưng mà có những lúc nó có tác dụng mạnh cứng như là một cái sợi dây thừng buộc vào cổ người khác. Thành thử ra các bậc quân vương từ xưa tới giờ ăn nói cũng phải chừng mực lắm, giữ gìn, chứ bởi vì không nói một cái lời mà dân chúng có thể hiểu lầm ý của mình thì chết. Một cái thí dụ cụ thể trong cái lịch sử cận đại thôi, chúng ta còn nhớ là Beria chứ, là ở tay một chùm tình báo của Cộng sản Liên Xô thời Stalin. Trong những cuốn sách nghiên cứu về giai đoạn của Stalin, nó có một câu chuyện như thế này mà các nhà sử học không giải thích được, là một hôm Beria vào trình với lại là Stalin rằng bây giờ trong cái danh sách nội bộ Đảng Cộng sản Liên Xô có 20 mấy ngàn người từ phía bên Hồng quân cho tới mọi thứ có bị điều tra, thấy rằng có những lời phát biểu và có những cử chỉ có vẻ như là chống lãnh đạo tối cao là Stalin, thì xin Stalin quyết định như thế nào. Thì Stalin bảo cứ để cái bản danh sách ra đi rồi mai trở lại lấy. Thì ngày hôm sau Beria trở lại thì chỉ thấy một cái chữ ký tắt của Stalin bằng mực đỏ, có thế thôi. Beria về sách của 20 mấy ngàn đó là bắn chết hết. Thì bị các nhà sử học họ mới nói như thế này, họ bảo trên cõi đất này là chỉ có một người duy nhất biết cái chữ ký tắt màu đỏ đó hàm ý rằng tha hay giết, người đó là Stalin, mà Stalin thì không nói ra. Stalin chết rồi, cho nên không biết được quyết định bắn 20 mấy ngàn người đó là theo ý Beria, là Beria nghĩ rằng Stalin muốn giết hay sao. Nếu mà nghĩ rằng Stalin muốn giết thì cái chuyện đó Đảng Cộng sản nó giết nhau nội bộ và nó tàn ác thì mình đâu rồi. Nhưng mà ngộ nhớ cái chữ ký màu đỏ tắt đó của Stalin hàm ý rằng tha đó, thì có phải là 20 mấy ngàn người chết oan đấy. Đó không phải là cái cử chỉ của một bậc quân vương, là một cái kẻ mà theo chủ nghĩa ác độc, không? Là một cái thứ tà đạo. Chứ còn bậc quân vương thì nói cái gì phải nói cho nó rõ ràng, ngôn ngữ phải nó tề chỉnh, đừng có để cho những phụ tá của mình diễn dịch một cách khác đi, đừng có để cho dân chúng hiểu sai đi, bởi vì nếu không thì nó sẽ dẫn tới những sự thay đổi của xã hội mà không lường trước được. Tôi xin nhắc lại để chúng ta chia tay chương trình ngày hôm nay. Quân vương nói một lời ra đôi khi nhẹ nhàng như một cọng tơ vậy, nhưng mà có những lúc nó nặng và nó cứng, có thể buộc cổ chết người khác như là một sợi dây thừng. Chào tạm biệt chị Lê Ngọc và quý khán giả. Dạ vâng, cảm ơn anh Thái. Hẹn gặp lại anh vào lần tới cũng trên làn sóng của đài NVR. Xin kính chào anh. Dạ, xin chào chị. Và thưa quý vị, trước khi mà Lê Ngọc mời anh Việt Linh để có thể tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái bản tin trong ngày hôm nay, thì sau những cái sự chia sẻ của nhà báo Đinh Quang Anh Thái thì Lê Ngọc đang tự nhiên Lê Ngọc nghĩ tới, không biết với cái sự chia rẽ của cái tình hình chính trị của nước Mỹ hiện nay, thật sự cử tri Mỹ hay là người dân Mỹ nhìn tới vị lãnh đạo như thế nào và có thể bỏ qua những cái dị biệt, mà những cái dị biệt quá sâu sắc hiện nay về cái quan điểm chính trị giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ hay không, để mà có thể giữ gìn cái giá trị và xây dựng cái nước Mỹ để mà thế giới nhìn ở một cái cương vị là cái sức mạnh, cái quyền gọi là cái quyền lực mềm của nước Mỹ vẫn còn
như là trước đây hay không? Hay là chúng ta đã thấy dần dần cái quyền lực mềm của nước Mỹ ở trên thế giới đã bị mất đi qua quá nhiều những cái chính sách ngoại giao hiện nay của Tổng thống Donald Trump mà quý vị cũng đã nghe anh em của chúng tôi tường trình, với nào là Hội đồng Bảo an đã không đứng, không có ủng hộ cái chính sách gọi là tiếp tục cấm vận của Iran. Thì thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi như vậy đó thì Lê Ngọc thấy là bên phía dân chủ, thưa quý vị, họ cũng có những cái chính sách mà phải nói rằng là để mà hỗ trợ cho cái lần này, lần bầu cử của năm nay. Thì thưa quý vị, phải nhắc đến những cái thành phần, những cái diễn viên rất là gạo cội của Hollywood. Thì tất cả những cái diễn viên này họ cũng có sử dụng một số những người rất là nổi tiếng mà ngày hôm nay đó, thưa quý vị, để mà có thể gây ảnh hưởng mạnh đến cái quan điểm chính trị của quần chúng Mỹ. Những ca sĩ lừng danh trong số những ca sĩ này, chúng ta nói tới ai? Thì ngoài Taylor Swift, được gọi là nữ hoàng của nhạc pop, công khai tuyên chiến trên Twitter gửi đến Tổng thống Donald Trump, thì Taylor Swift đã nói rằng là chúng tôi sẽ bỏ phiếu để loại bỏ ông vào tháng 11. Hoặc là cô Billie Eilish, cô này rất là trẻ thưa quý vị, mới 18 tuổi thôi. Cái khuôn mặt nhiều người nói là cô có một cái khuôn mặt rất là lờ đờ, nhưng mà hiện nay cô đang rất là nổi danh. Cũng là được xem một cái tiếng nói của giới trẻ, lên tiếng gọi là kêu gọi giới trẻ đi bầu cử. Và khi cô, quý vị biết 18 tuổi rồi, đó là lần đầu tiên mà cô này đi bỏ phiếu trong đời, cũng đưa ra những cái lời kêu gọi giới trẻ phải đi bầu và phải ủng hộ cho bên phía đảng Dân Chủ. Thì Lê Ngọc có một cái nhạc phẩm, thưa quý vị, cái nhạc phẩm này của ai đó chính là của Neil Young. Trong cái nhạc phẩm này quý vị sẽ nghe những cái lời của Neil Young sáng tác ra một bản nhạc là Tìm Nhà Lãnh Đạo Mới. Và cái lời đó thưa quý vị sẽ nghe cái nhạc phẩm này bằng tiếng Mỹ. Thành thử Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị cái lời trong cái nhạc phẩm này, Tìm Kiếm Một Nhà Lãnh Đạo Mới cho năm 2020. Thì nhạc sĩ Neil Young đã viết như thế nào? Các nhà lãnh đạo đi giữa chúng ta, và tôi hy vọng họ nghe thấy lời kêu gọi của chúng ta. Có lẽ đó là một phụ nữ, hay lại là một người da đen tìm kiếm một nhà lãnh đạo để mang đất nước của chúng ta về lại, tái hợp màu đỏ, trắng và xanh trước khi đó, trước khi mà nó biến thành đá. Tìm ai đó với sức mạnh để đảm nhận, giữ chúng ta được yên ổn cùng nhau và làm cho đất nước này hùng mạnh. Hãy đi giữa người dân chúng tôi. Có ai để dẫn dắt chúng tôi dẫn đến một cầu vồng màu sắc trong một thế giới tan vỡ sai lầm? Vâng, chúng ta đã có Barack Obama, và bây giờ chúng ta thực sự cần ông ấy. Người đàn ông đứng đằng sau ông phải thế chỗ của ông ấy bằng cách nào đó. Nước Mỹ có nhà lãnh đạo xây trường học quanh ngôi nhà, xây trường bọc quanh ngôi nhà của chúng ta. Ông ta không biết đến sự quan trọng của đời sống của người da đen, và chúng ta trước phiếu của ông ta. Chúng ta đã có bầu phiếu, nhưng tham nhũng đã có cơ hội. Chúng ta phải có một chiến thắng lớn để lấy lại sự tự tin. Một nước Mỹ xinh đẹp nhưng cũng có mặt xấu, và chúng tôi đang tìm kiếm một nhà lãnh đạo rộng khắp trên đất nước này. Lê Ngọc mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm của Neil Young. Và nhạc phẩm này, thưa quý vị, như Lê Ngọc đã thưa với quý vị, là Tìm Một Nhà Lãnh Đạo Mới năm 2020. Trong lúc mà chờ đợi, Lê Ngọc có thể để mà nối kết với lại anh Việt Linh để tiếp tục gửi đến cho quý vị những bản tin trong ngày hôm nay.